chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về lô 600 ly đến từ thương hiệu Yamaha, thương hiệu Pioneer, D5, Parang, D5 và Yamaha. Đây là hàng đấu giá nhật về, hình thức đẹp và đầy đủ điều khiển từ xa và hoạt động hoàn hảo mọi chức năng nha. Thì đầu tiên xin giới thiệu với anh em về chiếc ly Yamaha model là DSVR995 hoặc phay nhôm màu vàng chanh. Con này thì nó vẫn có cổng quăng, anh em có thể chơi nhạc mạng từ Smart TV rất là tiện lợi, và đặc biệt là chỉnh được bass chép bằng cơ như là những cái dòng amp stereo thông thường, bánh loa A, BA cộng B, chế độ tăng cường bass và chế độ đi trực tiếp nha. Có điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Giá xuất xưởng con này là 118.000 yên, phát hành vào khoảng năm 1999. Điện áp 100V và công suất của nó lên tới là 380W. Về công suất âm thanh ở loa 6 ohm là 160W một kênh nha. Con này thì nó sẽ đánh là 10 sọt hang to. Kích thước của máy là chiều ngang 435mm và chiều cao 171mm và chiều sâu là 391mm. Trọng lượng là 14kg. Phay nhôm vàng chanh. Máy về rất là đẹp nha. Rồi phía sau máy, con này thì đặt ruột luôn, 380W luôn. Đây có output real để làm giải mã DAC luôn. Cục loa bắp chuối nha, 380W. Cổng quang chơi nhạc mạng, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa đầy đủ luôn. Rồi riêng về các chức năng để làm DAC này thì cũng là rất là đủ tiền anh em. Không có một cái bộ giải mã DAC nào đến từ hãng Nhật Bản có được cái tầm giá như con này nha. Vừa chỉnh được bass chép luôn, 380W, điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Rồi với con này thì em sẽ bán với giá là 2.400.000 đồng. Và tiếp theo đây là chiếc Pioneer VSA-D7EX. Con này thì em đã về rất là nhiều nha anh em. Mặt phay nhôm màu vàng chanh luôn. Chất âm rất là hay, với sò công suất của nó sử dụng là sò MOSFET nha. Con này thì được chứng nhận TXT luôn, thì chỉ những thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này. Mặt phay nhôm vàng chanh rất là đẹp nha, không chày. Rồi có kết nối cổng quang luôn, chơi nhạc trực tiếp từ Smart TV cộng analog, và đặc biệt là có real đầy đủ luôn nha anh em. Real để làm DAC luôn. Máy đẹp long lanh nha. Rồi có điều khiển từ xa luôn. Điện áp 100V, công suất là 300W, sò MOSFET, chất âm rất là sạch sẽ và chi tiết nha. Con này chơi nhạc rất là hay bởi vì nó có chế độ là low net đầy đủ luôn. Chơi nhạc bằng 5 kênh loa nha. Đây là cổng cổng quang nè, tất cả những cổng quang nè. Cổng analog nè. Real nè, real loa chính nè. Cục loa bắp chuối 300W. Con này giá xuất xưởng của nó lên tới là 125.000 yên nha. Anh em lắp thêm vang để karaoke cũng rất là hay. Rồi công suất âm thanh của nó là 130W nhân điều cho 5 kênh loa. Hỗ trợ trợ kháng loa từ 6 âm cho tới 16 âm, chơi nhạc bằng 5 kênh luôn nha. Rồi con này thì em sẽ bán với giá là 3.200.000 đồng. Giá không bao gồm phí vận chuyển. Kích thước của máy là chiều ngang 420mm và chiều cao 173mm. Chiều sâu của nó là 463mm, trọng lượng là 17.4kg. Và con này thì em sẽ bán với giá là 3.200.000 đồng. Tiếp theo đây là chiếc amp D5, model là AVR1713, dòng amp thế hệ đời mới của hãng D5. Dòng này thì nó sẽ tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại nha. Kết nối HDMI, chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phát HD từ bên ngoài, có cổng quang, chơi nhạc từ Smart TV cộng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Con này thì nó sẽ có khả năng để kết nối mạng Internet, anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc không dây từ những thiết bị iPhone, iPod bằng công nghệ AirPlay. Có điều khiển từ xa luôn, đầy đủ luôn. Máy đẹp không chày nha. Rồi có AirPlay nè, công suất là 135W một kênh nha. HDMI 5 cổng vào và 1 cổng ra, có nét quạt đầy đủ luôn, AVR1713. Video 3D nè, nét quạt nè, HDMI, Dolby True HD, DTS Master Audio.
Mình xin lỗi nha, đây có một vết nhẹ thôi. Rồi đờn ông remote chỉnh full chức năng. Đây kết nối phía sau đờn ông AVR1713 điện áp 100V công suất là 390W. Con này thì có thêm chức năng ARC như anh em, thì với chức năng này anh em có thể chơi nhạc từ HDMI kết nối với TV luôn, đi trực tiếp xuống luôn bằng một cổng dây HDMI mà thôi. Ta có thể sử dụng HDMI này ARC cũng được, cũng quang cũng được nha. Rồi cổng analog nè, cổng sub điện nè, hai cổng quang. Rồi con này thì em cũng về rất là nhiều nha, về hướng dẫn sử dụng và cài đặt thì anh em tham khảo thêm trên kênh của em, rất là nhiều video về những cái con đời đông thế hệ để mở như thế này nha. Và anh em phải cài đặt và điều chỉnh đúng thì nó mới phát huy hết tất cả những cái tính năng của nó nha. Con này thì hàng mới, giá rất là cao nha. Con này về cũng khá đẹp. Và với chim ly đời đông AVR1713 nó sẽ có thêm cái cổng USB nha. Và với cổng USB này thì anh em có thể chơi nhạc số, nhạc lớp đất chất lượng cao luôn. Phải plug nha, tích hợp bộ giải mã DAC 24bit 192kHz luôn. Rồi kích thước của máy là 434mm, chiều cao 151mm và chiều sâu của nó là 329mm, trọng lượng là 8,3kg. Rồi con này có equalizer đầy đủ luôn nên chất âm của nó rất là sáng tiếng nha. Và với chiếc đi đàn ông AVR1713 đẹp long lanh và còn hoàn hảo mọi chức năng thì em sẽ bán với giá là 3.800.000 đồng. Và tiếp theo đây là chim ly Marang, model là SR6006, một dòng âm ly với thiết kế chất âm mềm mại độc đáo của hãng Marang. Và thiết kế con này thì nhìn rất là sang chảnh nha. Ở mặt trước nó được thiết kế là phay nhôm màu đen, hai bên được quát cạnh hai bên, nhìn rất là sang trọng nha. Đặc trưng của dòng Marang thì chất âm nó rất là mềm mại. Điện áp con này là 100V và công suất của nó lên tới là 650W. Tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại, hỗ trợ kết nối HDMI, chơi nhạc phim chất lượng cao và có kết nối Internet, anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone luôn. Có USB để chơi nhạc số, nhạc tối đa luôn nha. Con này thì kiểu dáng như là những cái dòng high end luôn, có một cái màn hình ở phía trước máy này đây, màn hình thiết kế dạng tròn độc đáo nha. Máy rất là đẹp. Ở cái nấm chỉnh nó vào thì có vài cái vết nhẹ thôi, tổng thể là đẹp hết nha. Chất âm cực kỳ mềm mại với thiết kế công suất ở loa 6 âm là 125W và nhân điều cho 7 cái loa nha. Rồi kích thước của máy là chiều ngang 440mm, chiều cao là 160mm và chiều sâu là 390mm, trọng lượng là 12kg, một trong những dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Marang, chất âm khá là hay. Đây kết nối phía sau của máy, cặp loa cao cấp nha, Marang, công suất là 650W. Phát hành vào năm 2011, đời khá cao nha. HDMI in out có chức năng ARC luôn. Rồi cổng mạng Internet, hai cái cổng quang RL để làm DAC luôn. Và riêng cái con này thì anh em sử dụng để làm DAC là cực kỳ ngon luôn nha. Chất âm của những cái dòng này rất là chuẩn nha, thiết kế nghe nhạc cực hay luôn, có hỗ trợ của bộ như equalizer đầy đủ luôn. Rồi con này thì em sẽ bán với giá là 6.400.000 đồng. Và tiếp theo đây là chiếc âm ly Marang, em xin lỗi là đàn ông, model là AVC3570, mặt phay nhôm màu vàng chanh, vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp nha, có khiển đàn ông zin luôn. Rồi con này thì có cổng quang luôn, đầy đủ luôn nha, và đặc biệt là nó sử dụng chip DAC Panorama 1791 luôn nên chất âm của nó cũng khá hay. Toàn bộ giắc cắm mạ vàng nè, cặp loa bắt chuối chơi nhạc 7 loa Made in Zalang 285W, đời năm 3570, có cổng quang đầy đủ luôn nha. Size rất là to, chiều ngang của nó là 434mm, chiều cao 171mm và chiều sâu là 416mm, trọng lượng của nó là 17kg. Cái này thì ở phía dưới này có một cái vết nhẹ thôi nha.
Rồi con này thì em sẽ bán với giá là 3 triệu đồng nha, 3 triệu kèm theo điều khiển zin luôn. Đó không? Tiếp theo nữa là một trong những dòng Amply với thiết kế công suất lên tới là 450W đến từ hãng Yamaha. Yamaha DSV AX 1600 mặt phay nhôm màu vàng chanh. Có thiết kế nắp cốp của nó nha. Con này thì giá xuất xưởng cũng khá cao, 150.000 yên. Những cái dòng Yamaha thông thường thì nó chỉ tầm khoảng 100.000 yên mà thôi. Và con này lên tới là 150. Công suất 450W mặt phay nhôm. Có điều khiển từ xa, điều khiển phụ kiện đầy đủ luôn. Công suất âm thanh là 120W ở loa 6 âm công suất thông thường. Và công suất đỉnh của nó lên tới là 170W nha. Có HDMI, có cổng quang. HDMI, cổng quang, cổng analog đầy đủ luôn, có rail để làm DAC luôn. Và đặc biệt là con này cũng sử dụng chip DAC Panram. Tính chất âm của nó khá là hay. 1600, 450W. Chơi nhạc bằng tất cả kênh loa nha. Rồi kích thước của máy là 435mm, chiều cao 171mm và chiều sâu là 438mm, trọng lượng là 17,4kg. Đây HDMI in out, rồi cổng quang, cổng analog đầy đủ luôn, rail để làm DAC nha. Rồi vài vết nhẹ trên lưng này thôi, tổng thể thì khá đẹp. Cấu hình to 450W, làm chai mã cũng rất là xịn sò, chip DAC bên ra luôn. Và với công ty Yamaha DSV AX 1600 thì em sẽ bán với giá là 3.400.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em lựa chọn được công ty nào phù hợp cho mình thì liên hệ trực tiếp với em. Và tất cả đều trong tình trạng hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, và em sẽ có clip test cụ thể của em gửi đến cho anh em nha. Rồi thông tin của em nha, số tài khoản ngân hàng, điện thoại 0834563852, đây là số Zalo của em luôn. Và địa chỉ cụ thể của em tại Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Rồi xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.